Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fun GDev Channel. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn viết một cái API login bằng giao thức post trên cái Echo. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn gọi là chỉnh sửa lại một chút cái login này bằng cách mình sử dụng cái basic auth middleware của Echo Framework. Nó hỗ trợ cho mình cái việc là cái vấn đề mà authent này ha. Nó hỗ trợ cho mình chứ mình không cần phải nghĩa là làm cách chuẩn hóa hơn, nhưng mình không có chơi bot data theo cái kiểu này nữa ha. Vậy thì middleware là gì? Đầu tiên phải các bạn phải hiểu middleware là gì ha. Thì cái middleware nó là một cái, nghe thì các bạn đã cũng cái tên cũng đã mường tượng được chút đỉnh rồi. Thì middleware nó là một cái thằng, nó sẽ nằm ở giữa khi mà một cái request tới thì middleware nó sẽ nhận trước. Nó sẽ có một cái, nếu mà cần thiết thì nó sẽ có một cái đoạn gọi là tiền xử lý cái request đó, rồi sau đó cái request nó mới đi tới cái phần mà xử lý handler ở bên trong, là cái phần logic handler này của bạn nè. Đó, logic này là một cái handler function nè, nghĩa là thằng middleware nó sẽ chặn trước cái handler function này của bạn, nó xử lý một cái gì đó, sau đó nó đưa tiếp tục sẽ chạy và nó sẽ quyết định coi là nó sẽ có chạy tiếp vào trong cái handler function này hay không. Và nếu có chạy tiếp vào trong cái handler function này thì nó sẽ chạy tiếp và nó sẽ tiếp tục, nếu mà cần thiết thì là tiếp tục có cái đoạn gọi là post process, nghĩa là xử lý sau khi nó chạy xong cái function rồi, để nó đo thời gian, nó in log hoặc là nó làm cái gì đó chẳng hạn. Thì đó là một cái middleware, nghĩa là nó giống như là nó chen giữa cái request của bạn và cái handler function, cái xử lý của bạn vậy đó, nằm ở giữa đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái middleware căn bản của Echo nó hỗ trợ. Thì cái thằng middleware nó của Echo nó hỗ trợ được cả cho apply cho cả cái server của mình, có nghĩa là server nó, cái middleware đó apply cho cả toàn bộ server, nghĩa là tất cả request mà tới cái con server của mình á, tới cái con server của mình đó thì nó đều sẽ apply cái middleware đó, nghĩa là nó qua cái đoạn xử lý của middleware đó trước, hoặc là nó sẽ apply cho cụ thể cho từng cái API, hoặc là cho một cái nhóm API, nghĩa là cái Echo nó sẽ có group, cái API là thành một cái group thì sẽ apply cho một cái group API thôi. Thì chắc là để những cái video sau mình sẽ hướng dẫn là group API và này kia ha. Còn bây giờ thì mình cứ focus vào cái việc là mình sẽ apply cái việc gắn cái basic auth vào trong cái API login của mình. Điều tiên. Thì để mà để mà chạy được cái basic auth thì mình phải có một cái hàm gọi là basic auth validator. Thì cái hàm basic auth validator nó có cái signature nó như thế này ha. Signature nó như thế này. Thì đầu tiên là giờ mình cứ để code lung tung vậy nè, rồi sau cuối cái video này mình sẽ chỉnh sửa lại, cấu trúc lại cái thì cái này nó là username, cái này nó là password, còn cái này là echo context. Nó sẽ trả về một cái bool và cái arrow.
Thì chỗ này mình sẽ đi compare này. Nếu username nó khác admin hay là password ha, nó khác password, thì mình return fail và error đây là nil ha. Ngược lại thì mình return true. Ok, vậy là mình đã có cái hàm là cái hàm basic out của mình ha. Vậy thì làm sao để apply cho cái service login của mình. Thì khi mà bạn vào đây bạn xem á, thì nó khi mà bạn đăng ký một cái bot service á, thì nó có cho bạn thêm những cái chèn nhiều cái middleware vào trong cái bot này, trong cái API này. Bây giờ mình sẽ thêm cái API middleware bằng cách là mình sẽ gọi middleware chấm bay seek out ha. Hàm bay seek out này, bay seek out này nó sẽ truyền vào một cái bay seek out validator, bay seek out validator function, thì chính là cái hàm mà bay seek out của mình đấy. Chính là hàm mà trên đầu của này của mình á. Thì một khi mà nó đã qua được cái basic out của mình, mà con này của mình á, thì cái API login mình không cần làm gì nữa, mình cứ cứ trả trả cái data thôi ha. Mình có việc trả data thôi, mình không cần làm gì cả. Rồi, hay không? Nghĩa là hàm basic out này nó sẽ giải quyết, nó xử lý cái vấn đề là có vô được cái login này hay không ha. Nếu vô được thì nó sẽ chạy 1 2 4 5 6, còn nếu mà không thì nó sẽ trả về mã lỗi luôn. Nó là basic out nó hỗ trợ cho mình. Vậy còn bây giờ cái request của mình đưa lên như thế nào? Bây giờ cái request của mình á mình sẽ không để cái username password ở trong cái body nữa ha, mà mình sẽ để vào trong cái authorization. Và cái authent của mình nó sẽ là basic auth, ở trong cái botman nó có cái type authent là basic auth, nó có username và password. Username password là 3 4 5 6, mình show password lên ha. Rồi, username password là 3 4 5 6, mình gửi thử nè. Nó báo username password invalid. À, sorry, tại vì các bạn biết sao, mình chưa chạy lại code server. What the hell? À, cái code mình sửa mà mình chưa có chạy lại ha. Bây giờ mình chạy lại golden.go, chạy lại. Ok, rồi chạy lại để mình apply cái phần basic auth này của mình vào, nãy mình chưa có chạy lại. Rồi chạy rồi, nó báo là message là unauthorized. Tại vì sao? Tại password của mình là phải là 112233 đúng không? À, password của mình phải là, à, password của mình đây là mình để là chữ password luôn. À, sai sai sai, password luôn thì mới đúng. Thì bây giờ nó trả về cho mình cái token là 123456 rồi. Rồi, trong cái trường hợp mà các bạn muốn sử dụng SQL thì các bạn sẽ xem cái code ở đây ha, chưa? Request cái header. Đấy. Đấy. Message header authorization, thì nó mã hóa cái username password của mình thành cái chỗ như vậy ha. Đó, thì đây là một cái CUI. Mình khuyên là các bạn cứ sử dụng botman cho nó trực quan giao diện. Đấy. Rồi. Như vậy thì bây giờ cái code của mình nó đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi, mình không cần phải đã hiểu là được, mình sẽ không cần phải check cái phần này ở trong cái logic xử lý của mình nữa, mà mình đã check ở bên ngoài phần header ha.
Rồi, ngoài ra thì còn có thể mình cũng còn có thể apply cái nhiều cái middleware khác cho toàn bộ hệ thống của mình, ví dụ như cái middleware về log chẳng hạn vậy. Logger chẳng hạn vậy. Này thì khi mà apply cái này vào á thì nó sẽ log ra những cái thông tin của cái request cho của mình trong hệ thống của mình, và mình apply cho toàn bộ cái server nè. Server nó use thì nghĩa là apply toàn bộ server. Và một điểm lưu ý nữa là bạn phải apply cái middleware trước khi mà bạn đăng ký cái root ha. Ví dụ như trước khi bạn đăng ký cái get và post nè, nghĩa là tất cả những cái middleware bạn cần đó bạn phải đều đều đăng ký ở đây 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 đây, đây hết. Chứ bạn đăng ký sau là nó sẽ không chạy nha. Rồi, đăng ký trước. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm cái middleware logger này ở trên cái toàn bộ con server của mình. Mình chạy lại thử cái request. Mình thử chạy cái hello world của mình, và mình cũng thử chạy lại cái login của mình. Rồi, xem log. Thì các bạn thấy không? Nó sẽ ra thêm hai dòng log nữa. Nó ra thêm hai dòng log nữa. Mà cái log này thì nó rất là nhiều thông tin. Ha. Nào là latency human, rồi buy in, buy out gì đó. Cái này cũng vậy. Rồi. Nó gọi vào cái URI là bot method là get, URI là seek, có nghĩa là cái này là hello world của mình nè. Còn cái này, method bot URI login là API login của mình. Đấy. Thì đó là cái cách mà mình sử dụng cái middleware ha. Cái basic old middleware. Ngoài ra thì Echo nó cũng còn nhiều cái middleware khác mà các bạn cứ thoải mái tìm hiểu ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình giải quyết lại cái đám code này để nhìn cho nó gọn ghẽ hơn. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo thêm thư mục. Thư mục đầu tiên của mình sẽ là handler. Mà mình cho nó là có một cái file mới là login trong Go này nó là bắt kịch handler luôn. Và cái bản lock mình của mình. Sorry các bạn. Import cái Echo V4 ha. Rồi cái function login này thì nó phải trả gì cái login response tương tự như vậy, nhưng mà đầu tiên mình thêm cái model ra ha. Cái model này thì mình tạm thời là mình cứ đặt nó là model chung đi ha. Mình bỏ hết, nhét những cái model nó vào trong đây, mặc dù là mình có thể define ra riêng, ví dụ như là data.go nè. Đây, để như đi. Ok, model. Rồi thì mình sẽ copy cái cái login response và instruct của mình vào đây. Như phân chia ra. Ha. Rồi, thì ở đây mình sẽ có là model chấm và model chấm.
rồi mình lưu lại cho nó tự động nó import lại cái đường dẫn. Còn nếu không tự import được thì các bạn tự gõ vào nha, gõ vào cái đường dẫn cái đúng tới cái mục mà đồ đó à, sẽ được rồi. Login request của nó mình này thì bây giờ mình không cần nữa rồi. Ok, login thì bây giờ mình sẽ return sẽ chấm JSON ra trong cái hàm main còn ta đây 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 này. Copy lại. Ok, thì cái function này mình cũng bỏ luôn. Ví dụ như mình tìm một cái hello nữa đi. Handler ha. Function gọi là function hello. Rồi mình copy cái nóng này bỏ vào đây. Rồi, này mình sẽ có là handler. Là chấm à, hello. Và handler chấm à, login. Cái function hello này nó đang báo lỗi gì đây à, mình phải return error. Rồi, ok. Rồi, tạm thời là nó cũng đã hơi gọn gọn hơn xíu ha. Rồi, cần thiết thì mình thêm cái phần xử lý middleware để mà mình quăng cái chỗ cái function middleware này của mình vào một chỗ luôn. Rồi tạm thời mình cứ để đây đi. Thôi mà mình lỡ rồi, mình lỡ mình làm đẹp rồi. Rồi middleware project middleware gì ta này, middleware à, cứ middleware đi ha, cứ viết tắt đi đi chấm gọn. Rồi, mình sẽ copy nguyên cái function này. Mình đổi tên lại. Cái echo này. Mình phải import cho đúng nha. Slap echo sẽ với 4. Rồi, đây mình sẽ sử dụng cái middleware của mình chấm basic out
Rồi, bây giờ thì hiện tại thì cái code của mình nó bắt đầu nó phân chia ra những cái thư mục rõ ràng rồi. Như vậy thì sau này mình có làm cái gì mình cũng biết biết được là cái file code của mình nó nằm ở đâu, mình nên sửa ở chỗ nào ha, cho nó gọn. Rồi, gọi lại thử. Ok, thấy được. Ok, nó đã chạy được ha. Đã chạy được rồi. Rồi. Coi như là ở đây video này mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái về cái middleware là gì và cách để mà mình apply một cái basic auth đơn giản vào trong cái Echo framework cái server của mình. Rồi ở cái video tới thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một cái ví dụ như viết một cái custom middleware và tạo những cái group API ha. Còn video này thì nó dừng lại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn video tới.